có hai con gì các bạn ơi. Không biết con gì luôn, bây giờ lội vô lúa rồi các bạn ơi. Bây giờ mình coi thử hay bắt con gì rồi. Bây giờ chú ruộng ta la luôn mà gán lội vô rồi. Con gì bự đó. Rồi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Nắng Ấm Của Tôi nha. Thì hôm nay mình sẽ quay máy cắt lúa ở quê mình cho các bạn xem nha. Trước mắt của các bạn là con máy Kubota DC70 Blue nha các bạn. Giờ là đang di chuyển đến chỗ cắt nè. Rồi từ đây đến chỗ cắt nó cũng không xa lắm, mà mấy anh em mình phải vượt lên lộ các bạn. Rồi giờ là mình xem máy cắt lên lộ nha. Ngay cái đường này là lộ đan, xe chạy qua lại tấp nập luôn các bạn. Xíu nữa mình quay cảnh mấy anh em mình bắt chuột nè. Ở trong đây thì đất manh, nó sát mấy vườn á. Thì trước đây thì có rất là nhiều chuột, mà đặc biệt là chuột cúng nhum dưới chồn ở trong vườn đó các bạn. Cái chạc máy cắt rồi. Chuẩn bị xuống cái này nè các bạn ơi. Ồ, dốc hơi bị hiu nè, cắm đầu á, quá dốc rồi. Ồ, rồi làm cắm luôn. Nguyên đội quân bắt chuột nó đang đứng đợi nè các bạn. Con gì con gì? Có hai con gì các bạn ơi. Để chút nữa cắt xong mình coi thử con gì nha các bạn. Thấy chạy dẹt ruộng bự lắm các bạn ơi. Ra lúa rồi, ta đi cả. Ra lúa cả. Ta la không cho vô lúa các bạn. Rồi trên kia dính được con chuột bự quá bự rồi kìa. Giống lúa này giống lúa đầy thơm, dân này người ta trồng người ta để ăn đó. Nên không có xịt thuốc đó các bạn. Màu lúa nó không có được đẹp giống như mấy chỗ khác nha.
thường là giống lúa đài thơm hay RPT rồi này nọ, nó cái màu nó rất là đẹp. Đây có con gì bự lắm nè, ta dí hoài dí không được nè. Mấy bạn cũng như mình để chờ xem các sông này mình thấy bắt được con gì nha. Mấy cậu ra đồng đó nè. Đang cắt lúa ở khu vực 56 của huyện Long Điền, tỉnh An Giang các bạn. Cái này nó gần chợ. Diều nó nè, phải không? Rồi nãy giờ chạy bắt được con nào chưa? Hai con. Hai con hả? Nãy chạy con gì bự lắm kìa. Tròn cái gì á. Ngoài này nè, dám chụp không? Dạ. Dám rồi hả? Canh canh. Anh báo xanh nó bắt cho con coi á. Vậy đó hả? Chừng nào cắt bánh vậy? 2-3 ngày nha. Để canh canh miếng đó qua anh bánh quay cho gần. Miếng bánh quay đã luôn. Rồi ấm nhóc này còn đi học không mà giờ này chạy đi dọc sọc vậy không? Nghỉ hả? Học lớp mấy rồi nghỉ con? 3 hả? Cũng quá hả? Nghĩ gì là bỏ nghề cho ai có đâu gì em trai gì không có người yêu. Hai mấy tuổi rồi? Hai mấy tuổi rồi vậy? Trời ơi, 14 tuổi bỏ nghề yêu lại rồi. Đây mấy kia nó không phải chịu rồi nghe. Mười bốn tuổi nè các bạn, bữa nay đi bắt chuột nè. Đi học lại đi ông ơi, để ông ơi, rồi đây người yêu rồi bỏ luôn á. Dạ. Ở đây học thì hai con đi chưa vô học được. Dạ. Đại hạn năm sau. Chụp đi cha. Cắt bụi ngoại. Đại đại chú cắt gần vô sát đây nè. Cắt tới cù cho. Ừ, con gì? Con nhông làm gì? Ừ, con gì nó chạy bự lắm. À nãy à. Không biết con gì. Ta xuống người ta dí mà chưa biết con gì nữa. Mà nó chạy chắc trồn quá. Bắt trong đây ngồi nè. Thôi chú một ai. Ừ, cảm ơn nha. Ra ra ăn kiếm mọi về nhậu á. Trồn. Thấy con luôn.